Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch nhân dịp đầu xuân mới. Quảng Bình tích cực, bình tĩnh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 4 tháng 2, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Năm 2019, huyện Bố Trạch có 15 trên 19 chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Huyện đã triển khai, sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, thành lập thị trấn Phong Nha, thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an tại 17 xã. Các chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy về phòng chống tham nhũng, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy định 01 về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả tích cực. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn hai đơn vị đại hội điểm là Đảng bộ xã Bản Trạch và Đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện. Dự kiến đại hội vào giữa tháng 3 năm 2020. Công tác nhân sự đại hội được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và bảo đảm quy định, hướng dẫn của cấp trên. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, huyện Bố Trạch đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân. Huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và mừng xuân Canh Tý. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm, tình trạng pháo nổ trong dịp Tết giảm mạnh. Lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 57 vụ với 62 đối tượng liên quan đến pháo nổ. Ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đạt được trong năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, ngay từ bây giờ, Bố Trạch phải rà soát lại những lĩnh vực còn chuyển biến chậm, những tồn tại thiếu sót, từ đó đề ra giải pháp và quyết tâm chính trị lớn để tăng tốc trong năm 2020. Trước mắt huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất đông xuân, tạo tiền đề cho vụ hè thu, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt vùng biển xa, chỉ đạo triển khai một số mô hình trang trại, trồng rừng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Bố Trạch cần tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm những dự án chậm tiến độ theo quy định, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tránh gây hoang mang. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Về công tác nhân sự, cần tiến hành rà soát lại quy hoạch cấp ủy bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở cơ sở, nhất là đại hội điểm. Cũng trong chiều nay ngày 4 tháng 2, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Văn Trạch và có buổi làm việc với Đảng ủy xã Văn Trạch về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Bố Trạch và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bản Trạch khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 được chọn là đại hội điểm của Đảng bộ huyện Bố Trạch. Đảng bộ xã Bản Trạch có 400 đảng viên, có 16 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện ủy, thực hiện các chương trình hành động, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Bản Trạch có 12 mục tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra đều đạt và vượt. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, Đảng ủy đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban đảm bảo và tuyên truyền. Các tiểu ban đã thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động, bám sát nội dung công việc. Đảng ủy xã Bản Trạch đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành Đại hội 16 trên 16 chi bộ trong tháng 12 năm 2019. đã tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm theo đề cương gợi ý của huyện ủy. Đảng ủy xã Bản Trạch đã tuân thủ thực hiện nghiêm túc 5 bước quy trình nhân sự theo quy định của các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ủy và huyện ủy về một số nội dung chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp để tiến hành chuẩn bị các đề án nhân sự. Đến nay cơ bản đã hoàn thiện. Đảng ủy xã cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện công tác đảm bảo và tuyên truyền. Dự kiến từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020 sẽ tiến hành đại hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy vui mừng với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bản Trạch đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Bản Trạch phải bám sát những tiềm năng, lợi thế của địa bàn để xác định mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, định hướng xây dựng các trang trại để khai thác lợi thế vùng gò đồi, phát triển chăn nuôi, cần chú trọng bảo vệ môi trường, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương, quản lý chặt chẽ quy hoạch đất đai theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý, xã cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp của tỉnh, của huyện trong thực hiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã, là đơn vị đại hội điểm của huyện, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu xã Bản Trạch cần tập trung rà soát lại báo cáo chính trị của đại hội Đảng bộ xã, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc về công tác nhân sự, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Sáng nay ngày 4 tháng 2, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà động viên ngư dân chuẩn bị ra khơi sản xuất đầu năm. Đến thăm ngư dân tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong đánh bắt và khai thác thủy hải sản của ngư dân thôn Cồn Sẻ nói riêng và ngư dân thị xã Ba Đồn nói chung trong năm vừa qua. Trực tiếp lên thuyền thăm hỏi tình hình sản xuất và chuẩn bị ra khơi chuyến biển đầu năm của bà con, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các chủ tàu đánh bắt xa bờ cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho chuyến biển dài ngày. Trong quá trình tham gia đánh bắt thủy hải sản, cần chủ động thông tin liên lạc để kết nối với đất liền, tuyệt đối không đánh bắt vùng cấm, xâm phạm lãnh hải của quốc gia khác. Đồng chí Lê Minh Ngân cũng động viên ngư dân cố gắng vươn khơi bám biển, tiếp tục đầu tư đóng mới tàu công suất lớn để đánh bắt vùng biển xa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác vùng biển xa. Dịp này, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà cho 3 chủ tàu công suất lớn của ngư dân xã Quảng Lộc. Hôm qua ngày 3 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin đến đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu về những kết quả mà lực lượng Công an Quảng Bình đã đạt được trong năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, Công an Quảng Bình đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên ở cơ sở, không để bị động bất ngờ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu sẽ phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hôm nay ngày 4 tháng 2, đồn biên phòng Hư Thủy đã tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 2 đảng bộ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chọn làm đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn biên phòng Hư Thủy đã quán triệt, nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới biển và hoạt động của các loại đối tượng, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Tham gia xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn phụ trách, thực hiện nhiều mô hình, việc làm có hiệu quả nhằm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và giảm nghèo, duy trì chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát trong đảng được đảng bộ đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ đồn biên phòng Hư Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 4 tháng 2, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa. Kiểm tra thực tế tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu, đặc biệt chú ý những người có quốc tịch nằm trong các quốc gia có công bố dịch bệnh do virus corona gây ra. Các lực lượng y tế cần chuẩn bị đầy đủ về cơ sổ thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh, nhân lực để sẵn sàng thu dung, cách ly và điều trị các trường hợp nghi nhiễm virus corona. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa kiểm dịch y tế quốc tế với các đơn vị có liên quan tại khu vực cửa khẩu để tất cả hành khách xuất nhập cảnh đều được kiểm dịch y tế đầy đủ. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình giao, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì vào chiều 3 tháng 2 năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước lân cận về cư trú tạm thời. Theo đó, cùng với việc tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng làm công tác chuẩn bị các phương án tối ưu nhất, sẵn sàng tiếp nhận cách ly 229 công dân lao động Việt Nam từ Trung Quốc và các nước lân cận về cư trú tạm thời trong vòng 14 ngày để theo dõi, quản lý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai các lực lượng chuẩn bị doanh trại, quân trang, vệ sinh khử trùng và sẵn sàng cắt cử lực lượng canh gác bảo đảm an toàn, an ninh trong thời gian cách ly, bảo đảm chú đáo chặt chẽ việc tiếp nhận và nhất là bảo đảm an toàn cho nhân dân trên địa bàn. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, các cơ quan chức năng tại Quảng Bình đã áp dụng biện pháp tạm dừng nhập bờ đối với thuyền viên tàu hàng Trung Quốc cập cảng tại địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tiến hành siết chặt công tác kiểm tra y tế, tạm cách ly với thuyền viên của một tàu hàng khác của Việt Nam vừa từ Trung Quốc trở về. Hiện nay, tại Quảng Bình có 2 tàu hàng cỡ lớn vừa cập cảng Hòn La và cảng Danh, trong đó có một tàu Trung Quốc và một tàu Việt Nam vừa từ Trung Quốc trở về. Cụ thể, tàu Căng Sao, trên tàu hàng này có 26 thuyền viên đều là người Trung Quốc, cập cảng Danh từ ngày 28 tháng 1 và tàu Thành Đạt 99 có 16 thuyền viên người Việt Nam vừa hành trình từ Trung Quốc về cảng Hòn La. Các lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt, ngừng cấp thẻ đi bờ đối với tất cả thuyền viên trên tàu hàng Trung Quốc cũng như theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các thuyền viên người Trung Quốc. Đối với tàu hàng Việt Nam vừa từ Trung Quốc trở về Hòn La, cơ quan chức năng đã tiến hành làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và cho kết quả an toàn. Tuy nhiên, thuyền viên trên tàu hàng này vẫn đang phải tạm cách ly, chưa cho nhập bờ để tiếp tục theo dõi sức khỏe đến khi đủ điều kiện. Trong những ngày này, nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Lê Thủy đã phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đó là quầy thuốc Mini Nguyễn, thị trấn Kiển Giang, quầy thuốc Mỹ Nga, xã Liên Thủy, quầy thuốc Nam Phong, xã Cam Thủy đã tiến hành phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân, mỗi người một cái. Địa chỉ Facebook Nguyễn Hồng Trường đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế tại ngã tư Chợ Tréo. Công ty cổ phần dệt may Huế chi nhánh Quảng Bình sẽ may tặng 10.000 khẩu trang vải cho Ủy ban Nhân dân huyện Lê Thủy phát miễn phí cho người dân. Sau khi có thông báo học sinh nghỉ học từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2, hôm nay ngày 14 tháng 2, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường, lớp, đồ dùng dạy học để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngay từ sáng sớm, tất cả giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới đã có mặt tại trường để làm vệ sinh trường lớp. Các dụng cụ học tập, đồ chơi được lau chùi sạch sẽ. Khu vực sân chơi, hành lang, công trình vệ sinh cũng đã được cán bộ giáo viên tẩy rửa cẩn thận. Sau khi có cái quyết định của lãnh đạo ngành cho học sinh nghỉ học thì nhà trường cũng đã tiến hành cho học sinh nghỉ và đã cho giáo viên, tổ chức cho giáo viên là tổng vệ sinh phong quang trường lớp để phòng chống cái dịch bệnh chủng corona này. Thì nhà trường đã có những cái kế hoạch cụ thể, biện pháp cụ thể để phòng chống như là cho phong quang trường lớp, tổng vệ sinh toàn trường, giặt chắn chiếu, trùng các cốc bằng nước sôi, tổng dọn vệ sinh lau chùi ở các góc, nhất là các cái đồ dùng đồ chơi mà trẻ thường tiếp xúc. Chúng tôi cho pha dung dịch clo vitamin B để chúng tôi lau rửa. Sau thời gian các cháu nghỉ học thì quay lại trường thì chúng tôi thực hiện cái kế hoạch phối kết hợp với phụ huynh để đảm bảo các cái vệ sinh an toàn cho các cháu trong các thời gian ở trường. Và cụ thể như là việc hướng dẫn cho các cháu những cái cách để mà các cháu có thể là đảm bảo cái vệ sinh an toàn cá nhân. Đồng thời thì cũng hướng dẫn các cháu những cái cách, những cái ý thức để mà giữ gìn an toàn vệ sinh chung khi sinh hoạt học tập cùng các bạn. Còn đối với phụ huynh thì chúng tôi trao đổi hàng ngày và cùng nhau và giúp đỡ hướng dẫn các cháu để các cháu có thể đảm bảo cái vệ sinh an toàn cá nhân ở trường cũng như ở nhà. Các trường học đã chủ động sử dụng chất khử trùng chloramin B để tẩy rửa phong quang lớp học, tăng cường bố trí các khu vực vệ sinh rửa tay, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn. Trong thời gian học sinh nghỉ học thì cán bộ giáo viên nhân viên vẫn đến trường và tham gia tổng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị tốt các cái điều kiện phòng chống dịch bệnh tại đơn vị của mình. Và trước khi mà thông báo nghỉ học thì nhà trường cũng đã hướng dẫn đến từng giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh từng cái kỹ năng bảo vệ chăm sóc sức khỏe, các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh corona như vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, rồi đeo khẩu trang, giữ ấm, hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc chỗ đông người, có các cái biện pháp để phân công trực giáo viên 24/24 để quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học và đề nghị cha mẹ học sinh là thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý chăm sóc sức khỏe cho con em mình. Sau khi các trường hoàn tất công tác dọn dẹp vệ sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế triển khai phun thuốc khử trùng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Các trường học cũng đã tạm thời lùi thời gian tổ chức các hoạt động tập thể, các hội thi của ngành để tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thu dung, cách ly, điều trị khi có bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đang áp dụng quy trình một chiều cho các bệnh nhân đến khám có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Cụ thể, khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện, nếu có các biểu hiện của bệnh sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đưa đến phòng khám riêng. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân sẽ được xe cấp cứu bố trí sẵn tại cổng đưa đến khu vực cách ly. Bệnh viện cũng đã bố trí khu nhà 3 tầng với hơn 60 giường bệnh để sử dụng làm khu vực cách ly. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thành lập đội phản ứng nhanh chống dịch corona và đội cấp cứu ngoại viện, bao gồm sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ thuộc tất cả các khoa phòng chủ chốt của bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện đã tập trung các nguồn lực để chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là nhân lực để đáp ứng khi có cái tình hình dịch xảy ra. Thì hiện tại thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái phòng cách ly cũng như đã dự phòng một cái phòng với các cái phương tiện máy móc để hỗ trợ khi các cái trường hợp bệnh nhân bị nhiễm nCoV viêm phổi nặng mà cần phải hỗ trợ bằng máy thở hoặc các cái phương tiện khác thì chúng tôi đã có một cái phòng ở trên tầng 2 đã chuẩn bị đầy đủ máy móc. Hiện tại thì tại bệnh viện có thu dung một số bệnh nhân có triệu chứng sốt, kèm theo là trước đó họ có tiếp xúc với người Trung Quốc, có nói chuyện hoặc có ăn sáng hoặc là có là quá cảnh ở Hồng Kông hoặc là người nhà họ ở Đài Loan hoặc là người nhà họ ở Nhật trở về thì sau khi tiếp xúc một thời gian thì họ có triệu chứng sốt thì người dân cũng lo lắng thì vào viện để nhờ y tế can thiệp và theo dõi cho họ. Hiện tại thì tại bệnh viện chưa có trường hợp nào là xác định đó là bị viêm đường hô hấp cấp do chủng virus nCoV mới gặp. Quán triệt phương châm 4 tại chỗ gồm dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, thuốc men tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã phân công cán bộ là lãnh đạo quản lý, cán bộ phụ trách chuyên môn trực phòng chống dịch 24/24 giờ. Tôi khuyên là người dân hãy bình tĩnh, thực hiện đúng cái khuyến cáo của Bộ Y tế đã ban hành, tức là tránh nơi hội họp đông người, tránh những cái nơi mà hội hè mà mà có thể là làm cho phát tán virus và lây lan rất nhiều. Sinh hoạt lành mạnh, giữ một cơ thể tốt thì tôi tin rằng là virus nếu nó có nhiễm thì cũng qua khỏi rất nhanh. Theo như Bộ Y tế khuyến cáo thì tỷ lệ tử vong nói chung là 2%. Với cái nền y học của nước nhà hiện tại và những cái chuẩn bị cách ly để điều trị người bệnh thực hiện theo đúng những cái lời khuyên của Bộ Y tế thì chắc chắn bệnh nó sẽ lây lan ít, và khi có lây lan thì nó cũng chóng qua khỏi thôi. Tin rằng với những nỗ lực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới trong công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ lây nhiễm thì sẽ kịp thời thu dung điều trị khỏi bệnh cho các bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trên tuyến đường quốc lộ 12A từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo về, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện nhập cảnh qua cửa khẩu. Ngoài việc kiểm tra kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách, lực lượng cảnh sát giao thông cũng chủ trọng kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa để kiểm soát chặt chẽ tình trạng vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã, kiểm soát các cái động thực vật hoang dã, kiểm soát người, phương tiện. Thì tổ tăng cường là 24/24 để tuần tra kiểm soát. Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ của người dân để làm các thủ tục thông quan qua lại biên giới Việt Lào, các bộ chiến sĩ của trạm quản lý xuất nhập cảnh Cha Lo, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát miễn phí khẩu trang y tế và tư vấn cách phòng dịch bệnh cho người dân. Trạm đã tổ chức thực hiện rất nhiều cái nhiệm vụ giải pháp là triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn và phối hợp quản lý các cái cơ sở lưu trú thường xuyên có người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn, phối hợp với liên ngành cửa khẩu quản lý giám sát chặt chẽ đối với lưu lượng người, phương tiện qua lại cửa khẩu. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập ban chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tham mưu phối hợp với Sở Y tế và các địa phương quản lý và phát hiện cái phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh. Đồng thời chúng tôi tăng cường các lực lượng, phối hợp lực lượng biên phòng để quản lý chặt chẽ các cửa khẩu, hai tuyến biên giới biển và biên giới bộ, và phối hợp với cảng không Đồng Hới để quản lý ở cảng hàng không Đồng Hới. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có chức năng tiếp công dân như cấp căn cước công dân, hộ chiếu, v.v. thì phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Đấy, và lực lượng công an thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an được phép sử dụng khẩu trang và sử dụng các loại thiết bị để phòng ngừa dịch, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như là những người dân đến làm việc ở các trụ sở công an. Bên cạnh sự vào cuộc một cách quyết liệt kịp thời của Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng và lực lượng chức năng nói chung, thì người dân cũng cần nêu cao ý thức tự phòng bệnh cho bản thân và gia đình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tăng cường nhân lực và trang thiết bị để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các khu vực biên giới, cửa biển. Theo đó, các phương tiện di chuyển qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa đều được kiểm soát chặt chẽ và phun thuốc khử trùng. Hành khách được kiểm tra thân nhiệt và làm thủ tục theo hướng dẫn của các đơn vị chức năng. Chúng tôi đã tập trung cái lực lượng và xây dựng cái kế hoạch, thì cũng đã cho anh em tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát ở tại cửa khẩu, tổ chức là tuyên truyền vận động nhân dân thì đeo khẩu trang vào những cái chỗ đông người, và phối hợp với cơ quan y tế là tổ chức là hướng dẫn hành khách vào đo các cái nhiệt, rồi kiểm tra cái y tế ban đầu để là trước khi vào làm thủ tục. Tại các cửa biển, các tàu thuyền có lao động người Trung Quốc hoặc di chuyển từ Trung Quốc vào cửa biển Việt Nam đều được đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thân nhiệt và một số điều kiện hoạt động khác. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch, rồi thành lập ban chỉ đạo. Trên cái cơ sở đó thì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên khu vực biên giới, cửa khẩu và cảng biển, và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các cái biện pháp phòng chống tại cửa khẩu. Trong đó thì đưa cái lực lượng kiểm dịch bố trí lên tuyến đầu. Hiện nay, Bộ đội biên phòng Quảng Bình đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tất cả các trường hợp qua lại trên hai tuyến biên giới đều được phát miễn phí khẩu trang y tế và tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc thường xuyên rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang đúng cách là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip hướng dẫn cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách do bác sĩ Phạm Thị Như Phương, khoa lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồn Hới thực hiện. Sau đây tôi sẽ rửa tay ạ. Sử dụng dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế ạ. Ở các cái hộ gia đình mà chưa có cái dung dịch sát khuẩn có thể là sử dụng các cái dung dịch xà phòng rửa tay cũng được. Với người dân thì nên rửa tay vào các cái thời điểm trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi cầm nắm các cái vật dụng cụ bẩn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách đeo khẩu trang. Thì đây là khẩu trang y tế là đã được tiệt trùng. Thì ngoài ra thì ở ngoài thì còn có các cái loại khẩu trang y tế mà chưa được tiệt trùng. Thì về cách hướng dẫn thì đầu tiên là mở bao khẩu trang. Khẩu trang là có hai mặt, mặt ngoài, mặt trong ạ. Thì tuy là khẩu trang thì khẩu trang này thì mặt ngoài là màu xanh, mặt trong màu trắng. Đấy là viên thép được đặt vào khẩu trang, được sử dụng để là xác định là nằm ở phía trên của khẩu trang. Và mục đích là sau khi đeo để áp sát vào là phần mũi của mình để ngăn cho các cái vi khuẩn đi vào ạ. Thì mặt trong là chúng ta sẽ đeo là áp sát vào mặt của mình. Là dùng hai cái dây thun hai bên là đeo ra sau tai. Thì phần có vòng thép là để ở phía trên mũi, còn phần còn lại là nằm ở phía dưới, kéo vòng thép và kéo phần còn lại là lên trên và xuống dưới, áp sát vòng thép vào mũi của mình, rồi là dùng tay kiểm tra và xem thử có khẩu trang là ôm kín mắt được chưa. Việc đeo khẩu trang đúng cách sẽ góp phần ngăn chặn các cái vi khuẩn và các cái mùi bệnh mà gây bệnh cho chúng ta. Chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.